Sunday là chủ nhật, gia đình mình chuẩn bị đi chụp hình mùa thu gì con? Mỗi mùa là một cảnh khác nhau, cho nên là cứ mùa nào người ta cũng đổ xô nhau đi chụp hình cái đặc trưng của mùa đó. Nếu như mùa xuân thì mình có flower show nè, mình có cherry blossom nè, là hoa anh đào á. Xong rồi tới mùa hè thì toàn là cây cỏ xanh thôi, thế mùa hè thì không có gì hết. Mùa hè thì hay có lễ hội, hay có những cái tiệc ngoài trời. Mùa thu thì đi chụp lá vàng giống như giờ nè, xong rồi mùa đông mà bữa nào mà tuyết á, trời tuyết á, thì mọi người cũng đổ xô nhau, hết tuyết hết rơi rồi thì lại đổ xô nhau ra ngoài đường chụp tuyết. Cho nên là làm thợ chụp ảnh ở đây cũng kiếm sống khỏe lắm á. Tại vì một cái section nếu mà gia đình mình coi mà book á, một cái small, một cái buổi chụp hình mùa thu chẳng hạn chỉ có khoảng như 15-20 phút thôi á, là tụi mình tự trang điểm, tự ăn mặc này nọ kia hết, hẹn gặp thợ chụp hình ở chỗ nào đó, họ chọn thấy cảnh đẹp, chụp khoảng 15-20 phút thôi rồi trả 250 đô đó. Mà một gia đình mà một mùa tới mấy gia đình chụp như vậy quá trời, hình như gia đình nào cũng chụp. Gia đình nào muốn tiết kiệm tiền giống như gia đình mình thì mình đã mua máy chụp hình mình tự chụp. Đây là tụi mình xách máy chụp hình của tụi mình theo, chụp không chuyên nghiệp nhưng mà thôi tạm thời nhìn cũng được. Lát nữa tới chỗ đó rồi mình sẽ quay phim cho mọi người coi tiếp. Chúng ta đã đến chỗ Peace Valley Park. Cái sông này nó nhìn hay như là nó xuyên bang. Mới bang là lần cận đây. Kìa núi bên này nè, bên đây chuẩn bị chụp hình nha. Rồi bên này chuẩn bị chơi. Hồ này là hồ Peace Valley Park.
đang giật. Cắm trại nướng thịt và chèo thuyền. À, chụp hình. Giờ mới chụp cái khoảng ngàn tấm ở cái bãi lake mà sẽ chọn ra được một tấm. What? How much? Đi bên nè. How about chilling? No, no, this way. Not that, make a feather thôi. Lát lát ra playground không? Đẹp mà, đâu được rồi. Anyway. Cảnh chụp hình. Tìm chỗ cảnh. Rồi.
sau khi chụp hình giờ về mình sẽ ăn phở. Cái này là bánh phở này. Bánh này bánh phở tươi. Bánh phở người ta làm xong rồi, sấy khô xong rồi. Đá. Phở vào cái nồi này rất là nhanh. Hấp. Hầm nó sưng rất là rung. Vừa mới ăn một tô phở xong, no nê, xí quách. Apple có ăn phở nữa phải không? Hey, give me some. Ok. Phở ngon rồi, em bận bận rồi. Nha bận phở ngon rồi. Mới mua vậy phải không? Phở đó. Tao mới ngủ dậy đó. Tao ăn phở đó. Trên đây có rồi. Hết ai rồi hả? Nãy ai mà. Nó này bây giờ bữa nay đang quậy đó. Bảo cũng quậy luôn phải không? Ăn xong phải không? Rồi, hấp một ngày chủ nhật, ngày mai làm tiếp. Break banana. Yes. This is. What is it? This is how you can do like a birthday cake. Bảo hết tô phở luôn. Rồi, sau khi ăn xong chơi game trên máy, mới gắn thêm cái mấy cái đèn này nên giờ rất là sáng.